Lan rừng bản đôi Minh Lý xin kính chào tất cả mọi người nhé. Sáng hôm nay thì em soạn hàng hơi muộn vì anh em tối qua về hơi muộn cho nên là hàng về chưa cắt tỉa được. Sáng hôm nay mới cắt tỉa mới làm xong được. Hơi muộn so với dự kiến là em cứ thường thường là cứ 7 giờ mà hiện tại bây giờ quay là gần 8 giờ rồi. Thì mọi người ai xem được clip này thích được lô nào thì mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852. Xin nhắc lại số điện thoại là 0981088852, kênh Lan Rừng Bản Đôn Minh Lý mọi người nhé. Thì không để cho mọi người chờ lâu thì em đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Hàng hôm nay hầu như là gần 100% hàng rừng và hàng thuần thì chỉ có 4 giò thôi. Còn lại là hàng rừng mới về chiều hôm qua hết mọi người nhé. Mới về hôm qua hết. Đấy. Đây, hàng thì nó hơi héo một chút mọi người nhé. Mọi người mua thì cũng để ý cái chỗ này nhé. H1, H1 đây là một khúc nguyên bản. Khúc nguyên bản lá mít rất tuyệt vời luôn. Một khúc nguyên bản lá mít rất là tuyệt vời. Trên một khúc gỗ lũa như thế này. Một khúc gỗ lũa như thế này mọi người nhé. Khúc nguyên bản, trên khúc gỗ lũa như thế này. Rất tuyệt vời luôn, lá mít 3 cặp lá nhé. 3 cặp lá, cây to này. Gang tay của em mọi người xem gang tay này, một gang này, bên này một gang này. Đấy, hai gang tay, cây to như vậy nhá. Khúc gỗ lũa này được chặt rất là bài bản luôn, đây rất tuyệt vời, bám rất chắc nhá, bám rất chắc luôn. Đấy mọi người xem, cái này mọi người về bỏ vào một cái chậu thì ok luôn, chả cần phải là dớn này dớn kia hết, nó đã bám rất là chắc rồi, nó phát triển rễ mới nữa, nó bung ra nữa thì rất quá tuyệt vời luôn mọi người nhé. Ai chốt cái H1 này có giá là 700k. 700k cho H1 này. 700k mọi người nhé. Đấy, cái H1 này 700k. Một khúc trâu nguyên bản lá mít. Rất đẹp luôn. 700k cho H1 này. H2. H2 đây là một lô trâu lá mít. Một lô trâu lá mít. Rất là to nhá. Đây. 1 2 cây này mít chỉ thiên. Rễ nó cứ lằng ngoằng. 3 4 và đây là 5. 5 cây trâu mít này. 5 cây trâu mít này, mùa này lá nó tóp lại mọi người ạ, lá nó tóp lại nhá. Chứ còn về mùa kia nó nở ra thì cực to luôn. 5 cây này với giá là 500k. 500k cho H2. H3 đây là báo hỷ, báo hỷ đã được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ rồi mọi người nhé. Báo hỷ rất đẹp luôn, rất đẹp luôn nhé. Ai chốt báo hỷ mỗi kg 80k, một ký 80k mọi người nhé. Ai chốt thì được ký nào thì mọi người hãy gọi điện cho em nhé. Tầm 10 ký đổ lại em cung cấp đủ nhé. Đấy, 80k một ký. H3, H4 một lô nhất điểm hồng rất là to. 150k hết một lô này luôn. H4 150k. H5 một lô kiếm lá nhỏ, lá kim nhá mọi người nhá, lá rất là nhỏ hình kim luôn. H5 này có giá là 100k. 100k lô kiếm. H6. H6 đây là một lô trâu rất là to này. Lô trâu rất to, gồm có 7 cây. 1 2 3 4 5 6, cây nào cũng to hết. 7. 7 cây rất là to này mọi người nhá. 7 cây rất là to đây. Mọi người xem. 7 cây này có giá là 500k. 500k. 7 cây. H7. H7 đơn này cũng là 10 cây. Đơn này 10 cây nhá. 1 này lá mít này. 2 3 4 5 6 7 8 9 và đây là 10. 10 cây này, 10 cây này có giá là 500. 500 cho 10 cây. H7. H8. H8 đây là một giò
một cái khúc nguyên bản mọi người nhá, một khúc nguyên bản, hai cây hoàng nhạn rất là khủng luôn, hai cây hoàng nhạn rất khủng, đá đẻ con rồi mọi người nhá, đá đẻ con rồi, đây hoàng nhạn rất khủng luôn, đá đẻ con rồi. Một ngọn này, hai ngọn này, còn ngọn đây là con của nó nhá, con của nó đây, hai cây trên một khúc nguyên bản, một cây mẹ con và một cây đang đang đẻ con đây, bắt đầu đây đã đẻ con rồi, đây đã đẻ con rồi mọi người, đây mọi người nhìn thấy đầu cái ngón tay cái của em nhé, đây cái con của nó đấy nhá, đấy hai cây mẹ con luôn, ai chốt khúc nguyên bản hai cây mẹ con rất khủng này với giá là 1 triệu mọi người nhé, 1 triệu cho khúc nguyên bản này, 1 triệu cho khúc nguyên bản này nhé, H8 1 triệu nhé, rất khủng. H9, H9 đây là một đơn trâu gồm có 15 cây, 15 cây rất là đều, 15 cây rất đều nhé, 1, 2, đây nhé, nó teo tóp rồi nhìn nó như thế này chứ thực chất của nó cánh tay của em mọi người biết là cái to cái nhỏ nhé, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 cây, 15 cây nhá, 15 cây trâu này có giá là 500k, 500k 15 cây, H9, H10, đơn này cũng là 15 cây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đấy, 15 cây trâu như thế này. Giá là 500k. Mùa này mọi người mua rất là lợi cây mọi người. Cây để teo tóp được nhiều cây, cây to nữa chứ. H11, H11 đơn này gồm có 9 cây rất là to. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cây này, 9 cây này có giá là 450k, 450k cho H11. H12, đây một cây trâu lá mít rất đẹp luôn, lá mít xếp rất đẹp nhá. Cây này nó mọc ở gần bờ suối cho nên nó đang còn rất là tươi và đẹp mọi người nhá. Đây, một gang này, hai gang, đấy, một cây rời như thế này, rất đẹp luôn. Ai chốt cây này có giá là 300k, 300k cho cây này, 300k mọi người nhé. Đây, 300k một cây này. H12, H13, H13 đây là một lô hoàng nhạn nguyên bản. Hoàng nhạn nguyên bản mọi người nhé. Lô này gồm có 7 khúc, 7 khúc này nếu mà 7 khúc này là 12 cây. 1 này, 2 này, xếp rụt rịt rất đẹp luôn này. 3, 4, 5, khúc này 2 cây, 6, khúc này 2 cây, và đây là 7, 7 khúc này 4 cây luôn, 4 cây luôn nhá, 7, đấy, 7 khúc này 12 cây tất cả, có giá là 500k, 500k, 7 khúc hoàng nhạn 12 cây. H14, H14 đơn này cũng là 7, 7 khúc, 7 khúc 7 cây rất là to đều, rất đẹp luôn, lá mít này. 1, mít rụt rịt luôn nhá. 2, 3, mít rất đẹp luôn. 4, đây lá xếp. 5, 6, lá mít đây. Và đây là 7, đây cũng là lá mít này. 7 khúc nguyên bản này có giá cũng là 500k. 500k. H14. H14 nhé. H15. H15 gồm có 5 khúc. 5 khúc rất là to. 5 khúc to đều nhá. 1 này, xếp mít rất đẹp luôn. 2. Đấy, rất là cao, 1 gang, 2 gang. 3. Đấy, rất đẹp luôn nhá. 4.
Và đây là 5 lá mít rụt rịt luôn. 5 khúc trâu nguyên bản này có giá là 500k. À xin lỗi, hoàng nhạn nguyên bản có giá là 500k. 5 khúc. H16 cũng là 5 khúc. 5 khúc cũng rất là to. 1 2 đấy. 1 2 3 4 4,5 cặp lá. 3 4 1 2 3 4 4,5 cặp lá, lá mít rất đẹp luôn. Và đây là 5 khúc rất là to. 1 2 3 4 5 6 cặp lá. Đấy. 5 khúc nguyên bản này, 5 khúc nhạn nguyên bản này. 5 khúc nhạn nguyên bản này có giá là 500k. H16 500k. H17 đơn hoàng nhạn này gồm có 20 cây. 20 cây tất cả nhá. Đây, cây như thế này đây. 1 2 3 4 5. Đấy, cây rất đẹp nhá. Đảm bảo một số lượng và chất lượng cho mọi người nhá. 20 cây tất cả, 20 cây như thế này. Giá là 500k. H17 20 cây. Đấy, 20 cây như thế, đảm bảo số lượng và chất lượng nhá. H18 đơn này gồm có 12 cây. 12 cây to nhá. 1 2 mít rụt rịt luôn này. 3 4 5 6 7 8 đây là lướt. 9 10 11 12 12 cây này có giá là 500k. H18 H19 đơn này đây là một đơn 5 cây. À 7 cây xin lỗi, 7 cây rất là to đều nhá. 7 cây rất là to đều. Một gang còn thừa đây nữa nhá. Cây rất là to đều nhá. 1 2 rất đều luôn. 3 4 lá mít rụt rịt này. 5 6 và đây là 7. Đấy, lá mít rụt rịt luôn. 7 cây này có giá là 500k. 500k cho H19. H20 đơn này gồm có 11 khúc nguyên bản. Hoàng nhạc nguyên bản toàn lá mít không nhá. 1 2 3 mít rụt rịt luôn nhá. 4 5 6 7 8 9 10 11 11 khúc này cũng có giá là 500k. H20 11 khúc 500. H21 7 cây trâu mít rất đẹp luôn. 7 cây trâu mít rất đẹp luôn. Đây. 1 2 con này một con mít đồng xu này. Sọc chỉ rõ ràng luôn. 3 4 5 6 7 đây một con mít rất là to luôn. Rất là to nhé. 7 7 cây trâu mít này có giá là 500. H21 H22 đây là một lô này. Ủa lúc nãy không ghi bao nhiêu cây. 1 cây rất to nhá. 2 đây một cây mít xoắn này. Một cây mít lá xoắn này. 3 đấy cây rất to luôn mọi người nhá. 4 5 5 cây. Và đây một cái dề. Một dề 3 cây. Một dề 3 cây là thành 8 cây mọi người nhá. Thành 8 cây. Đây một dề 3 cây luôn nhá. Một gốc 3 cây luôn nhá. Ai tốt lô này gồm có 500k. H22 500. H23 23 đây là một lô trâu có cả lá mít có cả lá cứng nhá. 1 2 3 4 lá mít đây. 5
6 7 8 lá mít đây. 9 đấy. 10 đấy, 10 cây như thế này. Giá cũng là 500k. 500k cho 10 cây này. Đấy, H23 rất đẹp, rất to luôn. Và H24. Đây là một lô hoàng nhạn. Hoàng nhạn rơi, hoàng nhạn giống, cây như thế này mọi người nhá. Đây, như thế này đây. Em đưa đại diện lên cho mọi người xem, đây là 4 cây. Đấy, 4 cây như thế này. Và tổng toàn bộ ở đây là 40 cây. 40 cây tất cả. Đảm bảo số lượng và chất lượng cho mọi người. 40 cây hoàng nhạn giống này có giá là 500k. H24, 40 cây nhá. Về mọi người trồng được 10 chậu hoặc là 12 13 chậu luôn, 3 cây một chậu. Nếu mà trồng một cây một chậu thì được 40 chậu. Tha hồ chơi. Đây là H24. Và tiếp theo là có mấy chậu hàng thuần. Em chỉ đưa lên mấy chậu thôi. Hôm nay hàng rừng nhiều thì đưa hàng thuần ít. Đây mọi người nhá. H24 rồi. Bây giờ H25. H25, đây là một chậu trâu. Hai cây đã được thuần. Đã được thuần rất là lâu rồi nhá. Hai cây mọi người nhá, hai cây rất đẹp luôn. Hai cây rất đẹp luôn. Đây. Mọi người xem, hai cây rất là đẹp nhá. Cây nào cũng ba cặp lá rất là to lên. Ba cặp lá rất là to. Đấy, sọc chỉ rõ ràng nhá. Ai chốt chậu này có giá là 500k. 500k. H25, chậu hai cây này. H26. 26. Đây là một chậu này em để hôm qua em để giá là 500k. 3,5 cặp lá rất là to mọi người nhá. 3,5 cặp lá rất là to, rất đẹp luôn. Đấy. Rất là to, rất là đẹp, 3,5 cặp lá. Hôm qua em để giá 500k không ai chốt, hôm nay em để giá cho 400k không ai chốt nữa là cho ra vườn nhá. 400k ai chốt lô này, 3,5 cặp lá rất to luôn. Một chậu này. Đấy. 3,5 cặp lá nhá. H26. 400k. H27. 27, đây là một chậu hoàng nhạn 18 cặp lá. Hôm qua em để giá là 2.200k, không ai chốt. Hôm nay em để giá cho mọi người là 2.100k, nếu không ai chốt cũng đi ra vườn. Đấy. 18 ngọn tất cả mọi người nhá, 18 ngọn tất cả. Một chậu hoàng nhạn 18 ngọn rất đẹp luôn. Hầu như là những khúc nguyên bản em bỏ vào chậu em thuần, những khúc nguyên bản mọi người nhá, những khúc nguyên bản nhá. Hầu như là những khúc nguyên bản em bỏ vào chậu em thuần. Đấy. Tổng toàn bộ chậu này là 18 ngọn tất cả. Ai chốt lô này H27 này có giá là 2.100k. Hôm qua là em bán 2.200k. Hôm nay em giảm giá cho mọi người để bớt tiền ship là 2.100k. Ai chốt thì gọi điện cho em. Nếu hết chiều hôm nay không chốt thì em này được ở lại vườn. H27. Tiếp theo H28. 28. Đây là một giò thuần trên một khúc gỗ lũa. 5 ngọn rất đẹp luôn. Đấy. 5 ngọn rất là đẹp. 5 ngọn rất đẹp nhá. Ngọn nhiều lá nhất là ngọn này. Ngọn này gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cặp lá. Đấy, ngọn nhiều nhất là 11 cặp lá. Còn lại trung bình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, từ 5 cặp lá trở lên mọi người nhé. Từ 5 cặp lá trở lên. Đấy. Ai chốt chậu 28 này có giá là 1.500k. 1.500k mọi người nhé. Ai chốt chậu này là 1.500k. H28.
28 nhá. Đây. Giò giò nhạn tháng 4, 5 ngọn. 1.500.000, 5 ngọn rất là to nhá. H28. 1.500.000. Đấy là tổng toàn bộ 28 lô. Sáng hôm nay em đưa lên để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được lô nào, mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852. Xin nhắc lại số điện thoại là 0981088852. Kênh Lan Rừng Bản Đôn Minh Lý mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người ở clip sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.